Lịch sử là sự lặp đi lặp lại. Có khi giai đoạn sau tốt đẹp hơn giai đoạn trước, nhưng cũng có khi đen tối hơn. Những giá trị nhân bản không nhất thiết đi theo phương trình bậc nhất với những tiến bộ kỹ thuật, và biết đâu vài thế kỷ sau, nhân loại lại quay trở về với thời kỳ đổ đồng đổ đá, được biểu tượng bằng một cỗ xe bò. 3 với 3 là 6, 6 với 7 13. Lời giao hẹn được xem là tất yếu, nghĩa là trời vẫn sẽ ở trên cao. Biển và đất sẽ muôn đời dưới thấp, người lên cao rồi cũng sẽ trở về. Với mặt đất rồi muôn đời kèn cửa đè lên nhau để thêm được chiều cao. Các giá trị cũng theo nhau từng bước bị con người vứt lại ở sau lưng, và vứt lại lương tri bè bạn để giảm dần sức cản trước khi bay. Các chỉ số trong nhiều phần trọng lực mơ một ngày sẽ vĩnh viễn lên cao, để đồng nghĩa với trời và thượng đế nhìn tự do như là của riêng mình. Nhìn hạnh phúc chỉ như là biến thể của gian manh, các đam tội đồ. Nhưng từ đó bọn này thêm phì nộm vì quá nhiều của cải của nhân gian. Họ thu tóm để bay cao mà sống với vợ con và hệ thống cầm quyền. Xa hơn nữa là những bầy nô bộc và áo túi cơm chủ nghĩa giáo điều, cùng với lũ tập đoàn tài phiệt, bọn liễu manh đang núp bóng đại bàng. Lũ man cha đang xói mòn thế kỷ, rồi hành trang lại cứ mãi tăng thêm, nên trọng lực vẫn còn chưa đủ nhẹ khi toàn phần giá trị lẫn lương chi đã chút bỏ để trừ đi gánh nặng như một phần của hệ lụy rủi ro. Phần phế thải vốn đè lên lực phong, vốn làm tăng sức hút của địa cầu, nên từ đó chúng trở thành ma đạo, miệng tung hô rao giảng những giáo điều, rao chủ nghĩa tự do dân chủ, rao công bằng nhân ái văn minh. Nhưng thực chất cũng chỉ là hoang tưởng, là chiêu bài của loài thú hai chân, vì lý thuyết do con
con người tạo dựng là con dao hai lưỡi của người dùng. Nếu người đó là tội đồ gian tặc thì trắng đen cùng một nghĩa như nhau, và tốt xấu chỉ là hai biểu hiện, nhưng nội dung cũng chẳng khác gì nhau. Và cứu cánh chung quy là quyền lợi nằm trong tay của những đám cầm quyền, một chân lý của Đông Tây Nam Bắc của bây giờ hay cả đến ngàn sau. Nên quay mặt trước những gì chúng nói, nhìn phía sau những chuyện chúng đang làm. Đám lừa đảo thời cơ và đê tiện vẫn nhờn nha trên số phận con người. Đám lái buôn, đám toàn trị côn đồ cùng một lỗ, cùng một phường gian tặc cấu kết nhau để hủy diệt địa cầu. Chúng cũng biết dùng đến tàu vũ trụ, dùng phi thuyền để bay được cao hơn, dùng hỏa tiễn giải quyết phần trọng lực, dùng bạc tiền mua trí tuệ nhân gian, và ra sức giết nhau làm bá chủ để một mai sẽ rời khỏi địa cầu. Nơi chúng đã một thời vơ vét, nhưng hôm nay với căn bệnh béo phì, mọi phương tiện đều trở thành vô nghĩa, và địa cầu vẫn cứ phải kêu mang. Trong khi đó, những phần còn lại dắt nhau đi trong những phố không đèn, thiếu chỗ sống, thiếu cơm ăn nước uống. Dù con người đã cùng tột văn minh, đám phì lũ cứ nằm ôm của cải, đám dân gầy không cánh để mà bay. Đám quyền quý gom nhau vào ốc đảo, gom mặt trời và gom cả trăng sao, và khắp nẻo bọn côn đồ rình rập nỗi thù hằn trên khắp chốn đi qua. Đám ăn học đua nhau làm bồi bút, ngồi cầm cương trên những cỗ xe bò, rồi lịch sử sẽ nhiều phen đổ máu, chiếm đóng phố hoang, bao vây Trung Nam Hải, những mùa xuân xác ngập thiên
từng bước thế gian này chẳng khác cỗ xe bò thế kỷ thứ